dám như vậy, Meta đổi là tụi bay sẽ cút. Chơi game với bạn đầu bài. Giờ anh nói rồi cũng tụi bay vô trận thành cũng đâu giống anh cách anh nói đâu. Thì anh em bóc nó nửa cây hết rồi mày kéo vô. Mày kéo vô chi vậy? Anh đã nói mấy đứa hoài, anh nói biết bao nhiêu lần rồi, anh nói con mắt nó mít nè sao cứ để hoài luôn á. Mày cố gắng cái gì mới được? Mày phải biết tập trung vô cái điều mày cần cố gắng là cái gì. Mày đang yếu cái gì? Trời ơi, thấy mày coi, coi không nuốt, không nuốt nổi luôn á. Nhưng mà cứ hai hai ra là coi thôi. Không giờ không khí nó buồn. Nó cực kỳ ghét cái không khí này luôn, nó mới thích không khí này. Nhưng mà tụi bay cứ tạo ra hoài à. Tạo ra không khí này hoài à. Rồi giờ tầng sau đánh với gà. Rồi giờ tụi bay muốn sao? Mạng nứt thôi. Lượng tướng này cũng ít biết quá ha. Ít biết. Mày giờ tới chắc phải căng thẳng rồi đó. Vấn đề chứ giờ không hiểu. Mày ăn hết. Anh biết sao mọi người đang bảo anh sắp hói vậy đấy. Anh xin nghĩ gì? Hói nặng. Sắp hói nặng là mình dẫn đầu. Mốt phải hoạt đi. Nào. Thôi rồi đấy. Tao kêu mẹ đã có đi đâu? Em không nghe. Tao lấy thẻ mẹ tao đi luôn. À, lúc anh tắm hả? Ừ. Mở nhạc, đâu nghe đâu. Lát vô nè, đại bàng, đại bàng đi lù lù quá chết. Chúng ta xong nha. Nó luôn, nó luôn. Thôi xong mà cắm thua chết luôn. Chết trong con, chạy xe máy lại đưa tiền tiền mặt. Nhạy cảm mẹ. Tao nói xíu vậy. Nhưng mà nãy em đi tìm số nhà của Đức gì vậy? Nó là tiền mới, mới hỏi đó mà. Trời ơi, nó mới tiền mới. Lâu ra. Quá. Cái này coi bộ trực khí của nó tốt quá. Thoải mái quá mà. Thôi, bây giờ này về ga dán tất cả. Rồi, chiến. Rồi, chiến. Chữ vui. Tiếp rồi đó. Kỳ anh tính lấy mày rồi đó. Dạ không. Cái duet. Ok, vậy. Thì con chiến nhập không? Đây. Ở đây răng nè. Ờ. Kệ thôi. Sao mày hói mày bị kéo đi. Sao ghét mày níu kéo vậy? Cái này kiểu mình công cộng đó mình. Phút lít tiếng thắng thôi. Ê, cho nó cậu. Thôi, đi. Đi, đi. Mình lên bài hôm nay. Ba tuần. Cái này chưa là. Cái cơ bản hay là. Ba tuần. Láng anh nếu mà trong trường hợp á, lượt 2, lượt 3, lượt cái 6 á, Ali với lại con Siêu. Bị Siêu. Xong ba mới đầm lên á, Hero cho nó đẩy. Thì con dắt nó đẩy xong rồi ba quay sau là mày phải lên á. Không, nói chung là ý là mày cứ lên nha. Mày không, mày ăn chơi xuống cũng được. Là không dắt ba đầu đẩy vô xong nó bắt về. Còn em nữa đó, em game mới là quan trọng nhất. Cái này đó ý là đề nặng rồi, mày lát mày quýt không thân. Ví dụ tìm có tạc đỏ không á là gì? Ừ, là gì? Mấy thằng vậy thì nó sẽ sợ bóc. Còn ao e thì còn gì? Còn về nói chung là khó xài rồi, khó sử dụng đó. Đó lúc mà nó TV xuống nó hấp ra lát về không? Trong hai sao á, nó đang đứng đây nè, xong quẹo qua bãi chim. Trong hai hàng đứng giữa hàng cọc, xong bị đập luôn. Ở lần mày đang đứng trong đợi hình, nó bị quẹo qua nha. Rồi không qua hình, không ngờ, không ngờ những cái này. Nó không. Để tất cả điều nó không biết chơi đó, nó chơi không, nó không biết làm cái gì, nó mặc định trên đầu. Nó mặc định trên đầu là dùng cái G để gõ lên, nó lấy cái TV xuống là nó dùng cái G vậy. Nó làm đẩy lúc về mà, đẩy lúc về. Ý là nó chỉ nghĩ là trong đầu nó có tình huống như vậy thôi, là cái G đập nó đi, mày đánh này. Người ta đang bớt bì á, là lúc mà ba lông á, người ta không có đứng vô ba lông, người ta núp trong bụi á. Nó đa là ta chờ thằng Hero để ý mắng chậm chưa nha, tao thấy mình thằng nó quét luôn. Nghe cái đốt, 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 n
Hôm nay anh có máy chụp hình này, anh chụp hình đẹp lắm á Hiro. Thôi em ngại ống kính lắm. Không, có máy chụp hình là nhìn đẹp trai liền á. Người với nhau, Elio đang đi một cánh, Richard Wan đang đi một cánh, đã gặp nhau kéo, phản tử được bật và người Lava là Ikiga tiếp cận vòng của đối phương, nhưng Eddie đang được bắn ở phía sau, anh ta bị nhổ chết bởi Baron và Bull là người có được màn hạ gục đầu tiên. Bull vẫn nhảy thẳng vào làm kế và người Bull là double kill dành cho Bull. Màn hạ gục thứ hai, thứ ba dành cho vị trí của Richard Wan cộng với Ikiga và bốn màn hạ này không được lợi thế này đây, đúng là góc này, họ cần phải làm gì? Của Lava, họ ném Lava, Lava tung ra kéo trúng. Và Hoàng Tử được bật người bấm đồng hồ là Richard Wan với đường ống cực kỳ thấp. Hero lao ra, Richard Wan đã phải nằm xuống rồi. Lợi thế về người dành cho bên phía của Toshiro. Nhưng cũng ngay lập tức là Byzero dứt điểm thành công và là double kill cho Byzero. Xạ thủ của Cerberus đang được free shot lao thẳng vào là Bull. Anh ta còn được hỗ trợ bởi cú kéo đến từ vị trí của Taki và là triple kill cho Byzero. Bên phía của Cerberus đang tràn thẳng lên. Họ đang chờ đợi đội lính tiếp theo để có thể kết thúc bán đấu chăng. Và vừa rồi thì Real Secret họ muốn tạo đột biến. Họ đã làm được điều đó khi lấy nhanh được cái màn hạ gục đến từ Richard Wan. Nhưng đó là một pha phản công mẫu mực đến từ Serai Sport. Kéo và kéo thành công, người nằm xuống đó là Milio. Nhưng chưa giải quyết được vấn đề, Bull lao thẳng vào. Bull lao vào làm choáng vào Taki, xét thương nhau vào Taki và Taki vẫn lùi về được. Nỗ lực phòng ngự làm nào là đủ đầy đa và tiếng bắn quá chuẩn xác từ Byzero. Xạ thủ Serai đang có một bán đấu cực kỳ rực sáng và giờ đợt lính Baron sẽ được dẫn vào. Bull nhảy thẳng vào tìm kiếm Eddie, bấm đồng hồ. Trụ bảo vệ nhà chính thứ hai đã bị bào đi. Một mình Eddie là không đủ để cân ba. Là mày hạ gục dành cho xạ thủ của Serai. Ủa mấy pha này, nếu mà mấy pha này thì phải chói được nó chứ sao mà không chói được nó vậy? Bây giờ hỏi mày là mày muốn ra mít á, thì mày muốn đẩy cái quay á là mày phải kêu đồng đội mày đứng sau lưng. Thí dụ mà nó có bay vô thì mình đánh luôn. Mà sao mà cứ ra mít chịu trận nha? Mà sao nữa, sao nữa? Thì hai ba pha còn gì? Cứ ra mít mắc thì mắc thì nó pha. Nó buồn mà. Đó, cứ ra mít chịu trận nha là cho. Mở pha này có kêu, pha này có kêu. Ở là mất cái gì anh lên này. Mà đó, tôi lại nghe chết queo nè, xong rồi tới ba đâu này. Và Hero là xong tới TP đi. Lúc là chưa có, chưa có. Có mà có. Không chưa có, chỉ chạy đến nửa này là tới nè, chỉ chạy tới rồi. Tới rồi mà tới, tới đây không kịp rồi phải TP chứ. Nhưng mà tới đây TP sao đúng. Còn ổ còn không thì ra cái chui vô đường xích. Mà vấn đề nè, pha này sao hai hàng B đánh nhát vậy? Lúc này nó lô rồi nè. Đứng sau hậu luôn á, đứng cao lên cho sợ hậu nó đứng à, tự nhiên nó đứng là không làm gì á, hai bay cứ sợ gì đó. Mà đánh em thì nó mang được bao chứ mày có quy nó lắm quy nó hậu đang chạy quá đi tức quy nữa. Kia này tiến ra, Ata móc giữa chân vào người của Elo và Antifat đã có mặt ở đây. Rồi Richard Wan đứng ở trong khu vực không gian, nhìn thấy Ata đã bị phát hiện rồi, Ata bị tiếp cận. Baron đã có dành cho bên phía của Cerberus rồi. Họ bắt đầu đánh ngược ra nhưng Bull cực kỳ thấp máu, bắt buộc phải bấm đồng hồ. Pha thuật nổ tung ra không đẩy được quá đẹp và Bull vẫn đang an toàn. Bên phía của Tushin đánh dịch tay. Đây là dịch chuyển vòng học sau Hero. Và Hero sẵn sàng cho pha vòng đầu, họ đánh ngược trở lại. Bull đang bị tấn công, được bắn lên đi bắn liên tục và lao vào không thành công của Ikigai. Hero và tới, nhưng Hero đã tới Antobi, góc không quá đẹp. Hero không lao vào được và Byzero có được mạng gục. Eddie nỗ lực bắn nhưng đã là hai mạng gục dành cho bên phía của Zerus. Mạng gục thứ ba đã có cho Cerberus rồi. Một tình huống bọc đầu tai hại của Hero, triple kill cho Byzero. Dịch chuyển họ muốn end game và Hero là người còn lại cuối cùng. Ikigai không cho anh ta về nhà và Hero bị gắm xong ông trúng, lao vào tấn công. Và có đó là Elio và cả Bull tới, Hero chắc chắn không được về nhà. Và Redetton và Kalista trong tay của Byzero sẽ hướng thẳng. Và họ muốn đó là một chiến thắng 2-0. Nhưng cái công cụ quan trọng đến từ Gigai, một cái đồ lông cước xuất đi, là cái bão sấm sét trong tay của Hero hoàn toàn không còn sát thương nữa. 2-0 dành cho Cerberus Esports. Một cái khẩu hiệu rất là quen. Hả? Giờ anh nói rồi cũng tụi bay vô trận thành cũng đâu giống anh cách anh nói đâu. Giờ tụi bay muốn đánh sao? Cải thiện bằng cách gì? Cố gắng làm sao? Cái hướng cố gắng của mày là như thế nào? Không phải là cố gắng là chơi game không là tự động mày phát triển đâu. Mày cố gắng cái gì mới được? Mày phải biết tập trung vô cái điều mày cần cố gắng là cái gì. Mày đang yếu cái gì? Cái điều quan trọng nhất là anh nói mày là cái gì? Mày về tướng, kỹ năng mày có, nhưng mà mày chơi game mày không biết tập trung với mày tư duy luôn. Và mày giao tiếp nữa cũng tệ nữa. Không giờ không khí nó buồn,
nó cực kỳ ghét cái không khí này luôn, nó không thích không khí này. Nhưng mà tụi bay cứ tạo ra hoài à, tạo ra cái không khí này hoài à. Không phải là tụi bay chen thua là nó là bình thường đâu. Tụi bay chen thua là có lý do hết. Mà anh là người ở giữa nè, anh là người mà chứng kiến nè, anh nhìn ra được những cái lý do đó, những cái lý do tại sao tụi bay thua. Xong anh nói cho tụi bay hiểu là tại sao tụi bay đánh thua hoài, tụi bay yếu cái gì, tụi bay không có làm được cái này cái kia dẫn tới tụi bay thua. Một tuần trôi qua anh nói liên tục, không có thằng nào nhớ những cái anh nói.